sử dụng tiền quỹ đã đấu giá được và cũng như quyên góp được trong chương trình ngày hôm nay. Và phẩm thứ ba, xin được mời anh Toàn hãy giới thiệu về vật phẩm thứ ba trong chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với một phẩm thứ ba. Dạ, đó chính là chiếc thuyền buồm. Một chiếc thuyền buồm, một bức tranh thuận buồm xuôi gió để thể hiện mong muốn của gia chủ thay vì một lời chúc của người tặng đến sự may mắn, thuận lợi và để rước lộc về nhà. Đây là một tác phẩm, nếu như mà thực sự đây chính là những nghệ nhân đã mất rất là nhiều công sức để có thể làm ra được cái tác phẩm này. Và đây cũng là một trong những thành viên của 5P Chapter, đúng không ạ? Đó là một nghệ nhân. Thực sự là chúng tôi khi mà tham gia cùng trong hội doanh nghiệp với nhau rất là trân trọng anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì đó là những nghệ nhân còn lại của ngành tranh thêu Việt Nam. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đây là một bức tranh vô cùng quý giá. Vì sao? Không chỉ bởi vì ý nghĩa của chiếc thuyền buồm, mà bức tranh hoàn toàn được vẽ tay và sau đó được thêu tay bởi chính nghệ nhân Nguyễn Thu Hằng. Chị cũng đang có mặt ở đây và thưa toàn thể quý vị, chỉ có trong năm nay thôi thì chị Nguyễn Thu Hằng cũng sẽ được công nhận là một trong những nghệ nhân trong ngành thêu được Việt Nam của chúng ta công nhận. Và thưa toàn thể quý vị, bức tranh này nếu như quý vị nhìn gần sẽ nhìn thấy tất cả các cái đường thêu vô cùng tinh xảo. Và với như những bức tranh này thì luôn luôn được Bộ Công Thương lựa chọn để sử dụng làm các vật phẩm để tặng cho các đối tác của Việt Nam chúng ta trong việc thông thương với nước ngoài. Và bức tranh này nếu như giá ở bên ngoài cũng lại một lần nữa khẳng định với quý vị, nếu quý vị đến bất cứ cửa hàng tranh nào mà với mức bức tranh thêu cơ bản như thế này thôi thì giá cũng sẽ cao hơn gấp nhiều lần so với số giá khởi điểm mà chúng tôi sẽ công bố ngay sau đây. Và quý vị hãy nhìn lên màn hình để đón xem chính hành trình thêu của nghệ nhân Nguyễn Thu Hằng tạo ra bức tranh này. Xin mời. Đây là clip giới thiệu về các sản phẩm có mặt tại tranh thêu Hằng Khoa với những tác phẩm đã được chủ cửa hàng là anh Khoa và chị Hằng đã bán và gửi đến rất nhiều các nước trên thế giới. Và đây chính là bức tranh thuận buồm xuôi gió mà chính nghệ nhân Nguyễn Thu Hằng và anh Khoa đã tận tay thêu riêng dành tặng cho chương trình Tình Yêu Tôi Hát và trong đêm từ thiện đấu giá ngày hôm nay. Quý vị có thể thấy rất cầu kỳ đúng không ạ? Nếu như ai làm trong nghề thêu thì quý vị có thể nhìn thấy rằng để có thể tạo ra được phần bóng cũng như tạo ra được hiệu ứng ở trên bức tranh thì đòi hỏi người nghệ nhân phải có tay nghề vô cùng cao và đòi hỏi sự tỉ mỉ trên từng đường kim mũi chỉ. Và để thêu được bức tranh này, từ khâu vẽ cho đến khâu thêu và hoàn thiện bức tranh cần ít nhất là từ 10 cho đến 15 ngày với sự kết hợp của nhiều khâu khác nhau. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để dành cho chị Hằng và anh Khoa được không ạ? Vâng, và xin được công bố giá khởi điểm của bức tranh này, một giá vô cùng tài lộc, cũng giống như ý nghĩa của chiếc thuyền buồm đang có mặt ở trên sân khấu lúc này đây ạ. Giá 18.888.000 đồng. Wow, rất là tuyệt vời. Vâng, giá thấp hơn rất nhiều so với giá thực tế đang được bán sản phẩm ở bên ngoài đấy ạ. Nếu như các quý vị gặp được đúng người, hiểu được giá trị của bức tranh thì bức tranh này đây với giá đó quý vị sẽ thấy rằng vô cùng rẻ khi sở hữu được bức tranh này, treo trong bàn làm việc, phòng làm việc hoặc là treo ở trong căn nhà của mình. Vâng, ngay sau đây thì tôi xin phép là sẽ tiếp tục là ấn thời tính thời gian của chúng ta. Vâng, xin mời tất cả các quý vị trong khán phòng, chúng ta hãy đến với bức tranh này với giá khởi điểm đó là 18.888.000 đúng không ạ? Vâng. Vâng, xin mời tất cả mọi người ạ. Xin mời những cánh tay.
Vâng, thưa toàn thể quý vị, với mỗi một phần sản phẩm đấu giá, nếu như giá càng được tăng lên thì có nghĩa đồng nghĩa với việc ban tổ chức chương trình sẽ có thêm các quỹ học bổng để dành cho các con. Số các con nhận được học bổng không chỉ dừng lại ở 5, 10, 15 bé mà có thể là cao hơn nữa. Và xin được mời những cánh tay của toàn thể quý vị để có thể lựa chọn và sở hữu bức tranh này. Vâng, xin mời anh Đào Công Lăng. 20 triệu đồng đúng không ạ? Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho anh Đào Công Lăng ạ. Vâng, xin mời các cánh tay tiếp theo. Vâng, phần này để cho Thu Hằng sẽ mời cánh tay tiếp theo ạ. Bởi vì con gái của MC trên sân khấu cứ liên tục giơ tay. Không biết anh có gật đầu không để cho bé đọc giá. Con nhớ đọc đúng số 0 con nhá. Xin mời bé. Vâng, cho em hỏi phụ huynh ạ. Phụ huynh góc góc kia đọc hộ giá lại lúc nãy. Có khi để phụ huynh góc kia. MC chưa nghe rõ ạ. 25 triệu. Ok, hãy dành cho bé một tràng pháo tay được không ạ? Chắc lần sau là Thu Hằng khó có thể mời được anh Trần Quốc Toản đứng lên sân khấu cùng Thu Hằng rồi ạ. Không biết là ý của anh thế nào ạ? Hoàn toàn ok. Nhất trí đúng không ạ? Vô cùng tuyệt vời thưa toàn thể quý vị. Vâng, và Thu Hằng tin chắc rằng bức tranh này sẽ đến với đúng người và sẽ mang đến được những tài lộc đúng nơi, đúng chỗ. Và cảm ơn sự cho đi của anh cũng như anh Lăng. Nhưng mà Thu Hằng vẫn muốn tiếp tục những cánh tay tiếp theo ạ. Dù thế nào, đây cũng là một điều rất là tuyệt vời. Và đây cũng là cơ hội thứ hai của tôi rồi đấy, đúng không? Vâng, xin mời anh Toản công bố ạ. Vâng, thôi có lẽ là để chị Hằng công bố đi nhỉ. Quý vị có đồng ý không? Nếu như phần công bố này quý vị hãy dành cho Thu Hằng một tràng pháo tay thật lớn để Thu Hằng xin được chốt lại. Bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió đã được chính thức bán ra với giá 35 triệu đồng cho anh, gia đình anh Trần Quốc Toản. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn sự cho đi tuyệt vời của gia đình anh và xin được mời đại gia đình hãy cùng bước. Xin được mời đại gia đình cùng bước lên sân khấu để cùng chụp hình lưu niệm với hai nghệ nhân của bức tranh này. Xin được mời chị Hằng và anh Khoa hãy cùng bước lên sân khấu để trao tặng bức tranh tài lộc này đến với gia đình của anh Trần Quốc Toản. Xin được trân trọng kính mời hai nghệ nhân. Giới thiệu với lại tất cả mọi người, đây là con gái lớn của mình, tên là bạn Thiên Trang. Năm nay thì đang vào lớp 4. Và thực ra trong hè vừa rồi thì cũng đã lỡ mất một cái cơ hội. Đấy là sang chỗ bác Hằng, bác Khoa để có thể là học, để bắt đầu là tập theo những cái tác phẩm đầu tiên dành cho các bạn bé, đúng không ạ? Và hy vọng là thời gian tới thì cũng nhờ bác Hằng cũng sẽ giúp đỡ cho bạn Thiên Trang, cũng bạn Ngân Hà đang ngồi ở góc kia. Thì chắc là trước khi chúng ta sẽ đến với phần này thì có lẽ là cũng xin phép cũng nhờ chị Hằng tôi có thể giới thiệu như anh Khoa có thể nói một chút về cái tác phẩm này và những cái tại sao anh chị lại muốn tham gia trong chương trình của 5P. Cảm ơn anh Toản. Xin chào tất cả các anh chị em. Thực ra thì trước thì vợ tôi cũng là tham gia của BNI 5P. Thế thì đợt này có cái chương trình đấu giá thì tôi cũng nghĩ là mình cũng muốn góp một phần công sức của mình để tạo ra góp vào cái quỹ đó để tạo cho những người mà người ta đang khó khăn hơn chúng tôi. Thế là tôi thấy là rất tự hào. Cũng xin giới thiệu với các bạn như này. Thật ra bức tranh của vợ chồng tôi ấy là đấy, các bạn tất cả mọi người vừa xem ấy là nó được là thêu tay 100% và nó không có một chút nào thêu máy. Trên cái nền này thì tôi đã vẽ rất là kỹ. Thế là cái tranh của tôi gần như nó là một tác phẩm sáng tác, chứ nó không phải như một cái bức hàng chợ bên ngoài thị trường. Nên tôi chính vì có cuộc đấu giá này, vợ chồng tôi mới tâm huyết là tạo ra một bức tranh như vậy. Chứ nếu mà cái giá như vậy thật sự là vợ chồng tôi, cái giá bán tại cửa hàng tôi sẽ cao rất nhiều. Nên là cũng dù sao cũng rất là chúc mừng bạn Toản đã sở hữu được thành công bức tranh. Được. Cảm ơn, chúc sức khỏe cả nhà.
Vâng, xin được chúc mừng gia đình anh Toản, xin được chúc mừng bé Thiên Trang. Và hy vọng rằng sắp tới chúng ta cũng sẽ có thêm một nghệ nhân nhí tiếp theo khi đến với nghệ nhân chị Nguyễn Thu Hằng. Và xin được mời tất cả anh chị hãy trở về vị trí và anh Toản hãy ở lại trên sân khấu ạ. Vâng, em cảm ơn anh. Xin được mời ban tổ chức hãy giúp di chuyển bức tranh xuống. Và thưa toàn thể quý vị, bây giờ cũng đã là 10 rưỡi rồi. Tuy nhiên với những tất cả quý vị đang có mặt ở khán phòng lúc này đây,